15 tuổi trở xuống, đến từ 11 câu lạc bộ. Các vận động viên nam trẻ đến từ câu lạc bộ xe đạp thể thao huyện Cẩm Khê, huyện Lục Thao, thị trấn Hùng Sơn, xã Hùng Lô, Việt Trì, câu lạc bộ xe đạp thị trấn Phú Ninh, câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Phú Thọ và câu lạc bộ Hương Nội Đắk Nông, câu lạc bộ Toyota Phú Thọ, câu lạc bộ thể thao Bình Minh Việt Trì và câu lạc bộ thể thao thành phố Việt Trì. Như vậy là chúng ta đang sẵn sàng cho lượt đua thứ hai sáng ngày hôm nay. Như vậy là đồng chí Lê Công Luận, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, trưởng ban tổ chức giải đã xin mời các bạn đến với lượt đua thứ hai trong giải đua xe thành phố Việt Trì mở rộng năm 2020. Đây là lượt đua thứ hai dành cho các cơ nam dưới 56 tuổi. Ở lượt đua thứ nhất là dành cho nam trên 55 tuổi, từ 56 tuổi trở lên. Và các cơ nữ đua hai vòng hồ Văn Lang với cự ly là 14 km đã kết thúc. Bây giờ chúng ta thấy là đã xuất hiện những tay đua đầu tiên của loạt đua dành cho các cơ nam dưới 56 tuổi. Ở loạt đua này thì 12 đội đua có 39 cơ tham gia. Các bạn có thể thấy là bắt đầu xuất hiện những cơ đầu tiên. Ở loạt đua dành cho các cơ dưới 56 tuổi sẽ hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì các cơ trẻ họ sẽ thi đấu rất là căng thẳng. Và đây là các cơ đầu tiên xuất hiện. Vâng, trước mắt của chúng ta đang là những vòng đua rất gay cấn của loạt đua dành cho các cơ dưới 56 tuổi. Vâng, trên màn ảnh của các bạn đang là sự xuất hiện của các cơ đầu tiên. Vâng, các cơ đầu tiên đã xuất hiện đây rồi. Vâng, các cơ đã bắt đầu vòng đua thứ nhất. Đây là top dẫn đầu. Vâng, ở loạt đua này thì dành cho các cơ dưới 56 tuổi có 39 cơ tham gia của 12 đoàn trong tỉnh Phú Thọ. Và tốc độ của họ khá là tốt các bạn. So với loạt đua đầu tiên thì các cơ dưới 56 tuổi họ tỏ ra là khá cân tài cân sức, cho nên là các top đua cũng không cách nhau xa lắm. Hiện nay thì đoàn đua chia ra làm hai top, một top dẫn đầu có khoảng chục tay đua, còn lại thì các cơ sau.
Như vậy là các coureur đã kết thúc được vòng đua thứ nhất. Chúng tôi xin được giới thiệu lại là vòng đua này thì các coureur sẽ đua 3 vòng hồ. Vâng, chúng ta đang cùng đến với vòng đua cuối cùng trong loạt đua dành cho các tay đua nam. Tay đua nam trẻ dưới 56 tuổi, hiện nay là các tay đua đã bắt đầu đến vòng đua cuối cùng rồi. Hiện nay dẫn đầu đoàn đua đang là các tay đua, các coureur của câu lạc bộ thể thao Việt Trì và Tam Nông. Vâng, đây là các tay đua, 6 tay đua dẫn đầu đoàn đua từ đầu. Và họ cũng đã vẫn giữ được vị trí của mình. Các coureur của thành phố Việt Trì và huyện Tam Nông đang dẫn đầu 6 tay đua. Đây là 6 tay đua xuất sắc nhất. Họ đang đi vào những mét cuối cùng rồi các bạn ạ. Chuẩn bị rút đích rồi, còn khoảng 2 km nữa là các coureur đầu tiên sẽ rút đích. Vậy như vậy là 6 coureur đầu tiên đã chuẩn bị về đích rồi. Và một khung cảnh rất là đẹp trong buổi sáng mùa thu. Rất đẹp. Còn đây là coureur ở vị trí số 7 các bạn. Hiện nay là 6 vận động viên đã chuẩn bị về đích. Trong đó thì có 5 vận động viên đến từ các câu lạc bộ đua xe đạp của thành phố Việt Trì. Đây là vận động viên thứ 7 của chúng ta. Trời nắng khá là gắt, nhưng mà các vận động viên tỏ ra rất là quyết tâm, rất là dẻo dai. Vâng, như vậy là các coureur đang chuẩn bị rút đích. 6 vận động viên đầu tiên cũng đã sắp về đến đích rồi. Còn các vận động viên còn lại cũng đang cố gắng hết sức. Chúng ta sẽ cùng hồi hộp để chờ đón các coureur rút đích. Số 31 đã cạt đấy.
này là tôi